Hôm nay á, anh chị nào á mà thích cái dòng xe thương hiệu của Nhật thì á, cho em xin ít phút theo dõi cái video này để em giới thiệu đến anh chị mình, để xem cái phù hợp hay không, để mình có một chiếc xe đi gia đình cho tuyệt vời anh chị ha. Mazda anh chị đó, thường á, cái hàng gì mà của Nhật á, là anh chị của mình á, là luôn yên tâm. Xe cũng vậy nên chị. Và hai nữa, nói về kiểu dáng thì đây là cái chiếc sedan, nên á, mình đi gia đình sẽ vô cùng thoải mái. Mà đồ Nhật anh chị mình biết rồi, từ cái cách âm cho tới cái gầm bể á, dày chắc chắn, mà đặc biệt á, cái quan trọng nhất là cái an toàn. Nên á, nếu mà nói về đi gia đình thì người ta cực kỳ thích sử dụng đồ của Nhật anh chị ha. Đó, bên ngoài thì màu trắng, nhưng mà đã được dặm bát sơn sơ lại. Còn mâm á, thì mâm đúc nè cũng đã được phai rồi anh chị. Đó, một dòng về xe. Rồi bây giờ em mời anh chị cùng em tìm hiểu sơ về chiếc Mazda 2 đời 2016 này anh chị ha. Trước tiên là mời anh chị ha xem cái phần chi tiết cửa tài nè, trung tâm điều khiển của xe nè, các cái chi tiết thì lên xuống mực mà anh chị ha, trang bị gập gương đầy đủ hết rồi. Còn về các cái chi tiết đây, tắp bi anh chị xem nè, đẹp, còn điều 2016 nhưng mà vẫn còn đẹp anh chị, chứ không phải là tệ. Tì tai thì còn mới, và quan trọng là cái chất lượng là keo chỉ còn đầy đủ chỉ cho mình luôn ha. Đây là cái thước đo để mình yên tâm tìm hiểu về những chiếc xe đã qua sử dụng anh chị. Rồi, sẵn tiện em vô em ngồi trong đây. Đây, thứ nhất là cấp số tự động. Đó, động cơ số tự động, nên anh chị nào mới lấy bằng B1 vẫn sử dụng xe được. Và chú bác nào có tuổi thích đi số tự động vẫn ok. Số vô là mượt mà đầy đủ hết anh chị ha. Đây, màn hình zin theo xe nên camera cực kỳ nét luôn. Nhưng mà những cái này là cái đồ chơi xe anh chị lên đi, cứ tìm hiểu, không thích màn hình nhỏ em sẽ hỗ trợ màn hình to cho anh chị mình. Ghế da thì cũng đã được bên em bọc lại. Và đây, những cái chi tiết này. Đó, chống trơn trọt. Rồi nói chung là xe đời 2016 cũng không phải là thấp, nên trang bị đầy đủ các chức năng cho mình anh chị ha. Về phần thiết kế bên trong, đây, túi khí trang bị đầy đủ, và trần là còn trần zin luôn nha anh chị. Đó, các cái chi tiết này. Nói chung xe này là em có quay video một lần rồi. Hôm nay là sợ anh chị mình quên, sợ anh chị mình nghĩ là xe đã bán rồi, nên á, nhắc lại coi, anh chị nào mà thích hài hàng Nhật á, thì vẫn còn anh chị ha. Đó, và cái thích nữa là cái phía sau á, phom dáng sedan phía sau anh chị ngồi rộng rãi thoải mái, đi đường xa là vô tư luôn anh chị. Và cái dòng này Mazda này cách âm tương đối cũng tốt, nên á, gia đình mình sử dụng á, được rất là nhiều anh chị ưa chuộng. Còn cái chức năng xe thì kiểm tra hết, phim cách nhiệt cũng đã dán rồi cho anh chị mình luôn, nên xe là dọn cơ bản là chuẩn hết rồi. Chốt xe, thống nhất giá tiền là nhận xe luôn chị ha. Keo chị là đầy đủ cho mình hết luôn. Và đây, trang bị mâm đúc mà 4 thắng đĩa luôn, 4 thắng đĩa ABS, an toàn cho gia đình mình khi sử dụng. Đó, gầm bệ lòng dè phía trong là bên em đã kiểm tra hết rồi. Bây giờ anh chị có thời gian thì cứ lên cùng bên em kiểm tra lại. Đây, cốp xe. Đó, các cái chi tiết này nè còn rất là mới và sáng. Và đương nhiên cái chiếc cốp của chiếc sedan là sẽ rất là rộng rồi anh chị ạ. Đó, keo chị là còn đủ, đầy đủ chỉ luôn anh chị ha. Màu trắng, màu trắng lên á, nam đi cũng được mà nữ đi cũng được anh chị. Đó, cốp thì rất là rộng. Đó, phom dáng thì nhìn cứng cáp nè, mình thùng thì chắc chắn anh chị ha. Đây, keo chỉ cũng vậy. Đó, keo chỉ cũng nguyên zin nguyên bản luôn. Đó, nói chung là cũng có một số chi tiết cũng bị trầy nhẹ theo thời gian, theo năm tháng, nhưng mà cái chất lượng của cái dòng xe này á là cái điểm mà người ta yêu thích nhất anh chị. Bền, bảo dưỡng sửa chữa cũng dễ dàng, keo chỉ đó, các cửa cũng còn đầy đủ hết luôn chị ha. Đó, đó. Và xe này á, là trang bị động cơ là 1.5 anh chị, nên á, cái mức tiêu hao nhiên liệu của một chiếc xe số tự động á, 1.5 á, thì nó rơi vào đâu đó lanh quanh khoảng tầm 7 lít, có thể là 8 lít nếu mình đi trong thành phố. Quan trọng á, thứ nhất là cung đường mình sử dụng, thứ hai là cái người điều khiển xe nữa anh chị ha. Đó, ngọn máy đây, hàng của Nhật là anh chị mình khỏi phải chê rồi. Máy móc về là bên em cũng đã kiểm tra, cũng đã test thử và kiểm tra tất cả các hạng mục từ nhỏ tới lớn để cho anh chị mình yên tâm chốt xe. Cái quan trọng là gầm bệ và máy móc là kiểm tra hết cho anh chị mình. Nổ trơn tu anh chị ha. Đó, cabo cũng nguyên zin theo xe này. Đó, đây là cái lớp chỉ zin nguyên bản anh chị thấy không? Đó, cứ lên chị cứ kiểm tra thoải mái. Thì quan trọng là thứ nhất là tài sản của mình, thứ hai là phục vụ gia đình công việc mình, nên cứ kiểm tra thoải mái, hài lòng thì mình chốt xe, còn không hài lòng á thì cần xử lý những cái vấn đề gì, cần làm đẹp thêm những vấn đề gì, anh chị cứ chia sẻ cho bên em sẽ hỗ trợ để cho anh chị có một chiếc xe tuyệt vời nhất chị ha. Đó, phom dáng thì cực kỳ đẹp luôn. Rồi, em Huy vừa giới thiệu với anh chị mình là cái dòng Mazda 2 đời 2016 xe số tự động đang được bên em bán với giá là 320 triệu. Giá trên á,
anh chị lên kiểm tra xe, chốt xe em sẽ còn bớt lọc cho anh chị mình nữa. Còn nếu anh chị không có thời gian, em giao xe tận nhà cho anh chị mình, bớt lọc cho anh chị mình luôn. Đó, để anh chị mình có một chiếc xe xứng đáng, chất lượng với cái số tài tiền, tài chính mà mình bỏ ra anh chị ha. Và xe phù hợp hãy nhấc máy liên hệ cho em qua hotline 0777 55 2222. Em sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết hơn để anh chị mình nắm về xe. Rồi, em Huy cũng xin kết thúc video tại đây. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ, xin chào.